cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 8 luật hiện hành. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần rà lại một lần nữa xem bất cập do vướng ở luật hay do quy định ở nghị định, thông tư đẻ thêm thủ tục hành chính. Trong đó lưu ý chính sách phải từ cuộc sống chứ không phải từ văn phòng. Tòa án Nhân dân TP.HCM mở lại phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và các đồng phạm trong vụ sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sacri gây thiệt hại 672 tỷ đồng. Kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 10 đã tiến hành phiên chất vấn trả lời chất vấn đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi. Đây là lần đầu tiên ông Phan Văn Mãi trả lời chất vấn với cương vị là người đứng đầu thành phố kể từ khi nhậm chức hồi cuối tháng 8. Quốc hội Liên bang Đức đã chính thức bầu ông Olaf Scholz làm thủ tướng nước này thay cho bà Angela Merkel. Sự kiện này được giới truyền thông đánh giá là mở ra một kỷ nguyên mới cho chính trường Đức và châu Âu. Ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng Omicron không đáng sợ hơn Delta hay các chủng trước đó của Covid-19. Hiện nay vẫn đang có nhiều ý kiến trái chiều về biến chủng Omicron, biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 theo chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực. Biến thể Omicron có thể lây nhiễm ngay cả ở những người đã được tiêm phòng trước đó. Tuy nhiên thực tế người bị nhiễm ít có biểu hiện nặng và một lần nữa chúng ta cần phải chờ đợi thêm một thời gian tiếp theo. Vâng, thế nhưng quan trọng hơn cả là việc tuân thủ nguyên tắc phòng bệnh vẫn phải được đặt lên hàng đầu khi mà số ca mắc vẫn không ngừng tăng mỗi ngày. Cùng với đó là rất nhiều nội dung đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin thời sự tối nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình phiên họp thứ 6 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 8 luật vào chương trình xây dựng luật nghị quyết năm 2021. Theo đó, dự án luật trên sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường diễn ra vào cuối năm nay nhằm xem xét thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã yêu cầu công tác chuẩn bị phải được thực hiện một cách khoa học, chặt chẽ, tránh tình trạng sai lệch, chỉ một dấu chấm, dấu phẩy thôi, nhưng cũng khiến cho luật ban hành không thực hiện được. Đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, đồng tình quan điểm sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu cần ra soát lại một lần nữa xem các vướng mắc vừa qua là do vướng mắc của luật hay do quy định, nghị định mà đẻ thêm thủ tục hành chính. Phải ra lại một lần nữa là do cái luật quy định hay là do nghị định của chúng ta hướng dẫn. Chúng ta cứ vẽ thêm thủ tục hành chính rồi kéo dài thời gian các thứ này khác ra. Hay là do là cái tổ chức, khâu tổ chức thực hiện. Cho nên tránh cái tình trạng, cái báo cáo công chí là đấy, khi thống kê chúng ta nói là vướng đến mấy trăm luật này, vướng đến mấy trăm nghị định này, rồi vướng đến hàng ngàn thông tư này. Nhưng cuối cùng rà soát lại về kinh doanh nó chỉ có mấy cái việc này thôi. Cho nên tôi đã có lần tôi nói rồi là đừng coi gì cũng đổ cho thể chế cả. Trước một số ý kiến đề nghị xem xét lại khoản 3 điều 110 của luật nhà ở, quy định muốn cải tạo một chung cư cũ phải được 100% dân cư chấp thuận. Theo Chủ tịch Quốc hội, quy định này không thực hiện được trong thực tế. Một là bản thân cái khoản mà nói rằng là muốn cải tạo mà phải 100% cư dân đồng ý thì cơ sở khoa học thực tiễn nào? Và điều đó nó có khả thi trong thực tiễn hay không? Thứ hai là cái quy định của công chí là liên quan đến cải tạo từng cái tòa nhà. Nhưng bây giờ thực tiễn bây giờ là người ta làm theo quy hoạch và nó cải tạo cả một cái khu. Vướng là vướng hai cái chỗ đấy. Chứ nếu cơ hội này mà không sửa, rồi đến khi công chí chuẩn bị làm cái chương trình tổng thể về nhà ở, về cải tạo chung cư cũ, tôi được biết là cái này chúng tôi có đề xuất, thì chính phủ đang làm cái này rồi lại tắc tiếp. 8 luật được cho ý kiến để ban hành luật sửa đổi chung gồm luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Riêng dự án luật liên quan đến một số vấn đề về kinh doanh mạng chưa đủ điều kiện để thông qua lần này. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp xem xét về việc thực hiện một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, nghị quyết này chưa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao sớm ban hành nghị quyết trên.
Tuy nhiên, đề nghị chính phủ tiếp tục rà soát tập trung những nội dung chưa được luật quy định hoặc không đúng quy định hiện hành đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo tờ trình, chính phủ đề xuất một số nội dung như kinh phí thực hiện việc tiêm chủng, xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh COVID-19, thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người nhiễm COVID-19. Đây cũng là nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau. Cũng trong chiều ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ cũng nhất trí thông qua nghị quyết cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong thực hiện công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đồng chủ trì hội nghị. Báo cáo cho thấy, công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ trong 5 năm qua đã được triển khai nghiêm túc. Trong đó, tập trung nghiên cứu, đề xuất tham mưu về cơ chế pháp luật về phòng chống tham nhũng, chỉ đạo chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phối hợp, tham mưu, xử lý tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài. Đặc biệt, đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra toàn diện nhiều dự án, vụ việc gây thất thoát, lãng phí, kiến nghị xử lý nghiêm sai phạm như dự án nhà máy đạm Hà Bắc, gang thép Thái Nguyên, cảng Quy Nhơn và đặc biệt là vụ AVG. Các ý kiến tại cuộc họp đề nghị có cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm tham nhũng đã được phát hiện qua thanh tra, tiếp công dân định kỳ. Đặc biệt, mở rộng ra cả lĩnh vực tiêu cực, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra để thu hồi triệt để về kinh tế. Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ông Phan Đình Trạc yêu cầu hai cơ quan trong thời gian tới tăng cường phối hợp, tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật, đề xuất với Bộ Chính trị định hướng xử lý một số vụ việc vi phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra, thực hiện tốt chức năng kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng để không thể, không muốn, không dám tham nhũng, tăng cường phối hợp xử lý tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài. Đặc biệt, sửa quy chế phối hợp theo hướng quy định cụ thể về cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin về diễn biến các kết luận thanh tra đối với vụ việc có dấu hiệu tham nhũng cho Ban Nội chính trước khi công bố. Ban Nội chính có kiến nghị để Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản. Sáng 8 tháng 12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc làm việc với 16 bộ cơ quan để kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Các ý kiến đã nêu lên khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, cũng như thẩm quyền phê duyệt dự toán là những nội dung chính được đưa ra thỏa thuận tại hội nghị lần này. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 11 năm 2021, số vốn của 16 bộ cơ quan trung ương thuộc đối tượng kiểm tra mới giải ngân được 22,72% kế hoạch của năm 2021. Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động nặng nề lên việc triển khai các dự án ODA. Bên cạnh đó, thì công tác tổ chức thực hiện còn nhiều hạn chế, sự lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện của một số bộ ngành còn thiếu quyết liệt, sâu sát, việc bổ sung vốn còn dàn trải, thiếu tập trung. Trên cơ sở đó, thì các bộ ngành, cơ quan trung ương đề nghị cho phép kéo dài kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và 2021 sang năm 2022, đề nghị chính phủ nghiên cứu giải pháp để khắc phục mâu thuẫn về thẩm quyền phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo, phân định rõ phần vốn đầu tư công của các dự án từ năm 2020 sang năm 2021, các dự án mới được phân bổ vốn và cam kết hoàn thành giải ngân của các bộ, làm rõ nguyên nhân các dự án ODA chậm giải ngân. Ngoài ra, thì Bộ Y tế cần khẩn trương tiếp thu ý kiến của các bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguyên nhân ách tắc trong triển khai các dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai. Chiều nay, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã tiến hành phiên chất vấn trả lời chất vấn đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi. Đây là lần đầu tiên ông Mãi trả lời chất vấn với cương vị là người đứng đầu thành phố kể từ khi nhận chức hồi cuối tháng 8. Trong phiên chất vấn, các đại biểu tập trung vào bài toán phòng chống dịch và phục hồi kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang có nguy cơ thiếu hụt nhân viên y tế tại cơ sở. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết để giải quyết vấn đề này, thành phố và Bộ Y tế đã thống nhất triển khai đề án thí điểm xây dựng và tổ chức trạm y tế theo quy mô dân số. Điều này sẽ giải quyết được vấn đề biên chế nhân viên y tế hiện không đáp ứng được quy mô dân số.
là trong khi chúng ta hoàn thiện cái mô hình trạm y tế xã phường thị trấn thì chúng ta có thể bổ sung ngay bằng các cái trạm y tế lưu động với những cái chính sách của thành phố chúng ta để chúng ta đáp ứng ngay cái yêu cầu phòng chống dịch hiện nay. Thì theo đó thì chúng ta có thể là theo cái quy mô dân số, chúng ta có thể phát triển ở các cái xã phường có đông dân số, không chỉ là một trạm y tế cơ hữu, một trạm y tế lưu động mà có thể nhiều trạm y tế lưu động để đáp ứng cái yêu cầu phòng chống dịch. Về những câu hỏi liên quan đến vấn đề phục hồi kinh tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, song hành với công tác chống dịch, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất để phục hồi kinh tế. Trong đó, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức mô hình các tổ công tác để giải quyết các nhóm công việc nhằm tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp. Liên quan đến việc đảm bảo an sinh xã hội, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận trong thời gian qua, dù thành phố là địa phương tiên phong tổ chức các gói hỗ trợ, nhưng việc triển khai đã bộc lộ nhiều bất cập. Khi chúng ta bàn, chúng ta ra được chính sách thì cái số lượng người gặp khó khăn thì nhiều hơn. Và khi chúng ta tổ chức cấp phát cái này xuống thì cái số lượng này càng nhiều hơn nữa. Và đến khi mà dịch bệnh ở cái giai đoạn là cao điểm thì cái lượng người gặp khó khăn rất nhiều. Và lúc này chúng ta bị động lung túng, cho đến nay vẫn còn những cái thắc mắc trong bà con. Có người thì được lập danh sách, có người thì chưa được lập danh sách, có người thì được hỗ trợ theo cá nhân, theo từng người, có nơi thì được hỗ trợ theo hộ, có chỗ thì là được nhận 1,5 triệu, có chỗ thì được nhận 1 triệu cộng với 500 tiền quà. Để đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục bố trí ngân sách để thực hiện phần còn lại của các gói hỗ trợ đã ban hành. Các địa phương tiếp tục rà soát lại để đảm bảo những gói hỗ trợ đến tay những trường hợp khó khăn. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dù thành phố đã từng bước mở lại từ tháng 10, nhưng hiện vẫn đang chịu áp lực và thách thức lớn trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Tăng trưởng kinh tế thành phố quý tư vẫn chưa lấy lại đà phục hồi. Trong năm 2021, tăng trưởng kinh tế đã âm 6,78%. Đây là mức giảm chưa từng có trong 35 năm qua. Để vực dậy nền kinh tế thành phố trong năm 2022 là thách thức lớn và việc đưa tăng trưởng từ con số âm về mức 6 đến 6,5% là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, với nền tảng kinh tế và doanh nghiệp hiện hữu cùng với quyết tâm, nỗ lực của chính quyền thành phố trong cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới, thì kinh tế thành phố hoàn toàn có thể tăng trưởng theo mô hình chữ V. Thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào 5 nhóm chính sách để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới, trong đó có đầu tư 1.000 tỷ đồng cho y tế cơ sở. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại phiên thảo luận kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch trong ngày làm việc thứ hai kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 diễn ra vào ngày hôm nay. Báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá những tồn tại hiện nay là sự thiếu hụt về mặt nhân lực, khó khăn trong công tác mua sắm trang thiết bị vật tư phòng chống dịch, đặc biệt là với tuyến y tế cơ sở, y tế tuyến đầu. Nguyên nhân được chỉ ra là hạn chế tài chính và sự khó khăn trong việc áp dụng các cơ chế trong điều kiện thông thường vào tình huống khẩn cấp. Trong năm 2021, thành phố Hà Nội đã bố trí ngân sách trên 1.300 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch. Trước diễn biến dịch vẫn còn đang phức tạp với số ca mắc mới tăng cao, đòi hỏi nhiều nguồn lực, thành phố đã kiến nghị Hội đồng Nhân dân bổ sung nguồn ngân sách cho công tác phòng chống dịch, bổ sung chính sách đặc thù cho lực lượng tuyến đầu, tuyến y tế cơ sở. Các đại biểu cũng cho rằng câu chuyện chống dịch năm 2021 khác với năm 2020, không còn tư tưởng Zero Covid mà ở trạng thái thích ứng linh hoạt và bình thường mới. Thành phố cũng đã thực hiện phương châm phân cấp cho cơ sở, chủ động 4 tại chỗ. Tuy nhiên, điều trị F0 tại nhà sẽ khiến các quận huyện gặp nhiều sự khó khăn. Do vậy, khi thành phố yêu cầu mỗi xã phường phải chuẩn bị 150 giường thu dung F0 thể nhẹ, thì việc đầu tư cho y tế tuyến cơ sở sẽ góp phần hiệu quả cho công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bản tin thời sự tối xin được tiếp nối với những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, bản tin dịch COVID-19 ngày 8 tháng 12 của Bộ Y tế cho biết, tính từ 16 giờ ngày 7 tháng 12 đến 16 giờ ngày 8 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.599 ca nhiễm mới, trong đó có 4 ca nhập cảnh và 14.595 ca ghi nhận trong nước, tăng 760 ca so với ngày trước đó tại 58 tỉnh, thành phố, có 8.322 ca trong cộng đồng. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với gần 1.500 ca.
và trong ngày thì cũng có 24.737 bệnh nhân khỏi bệnh, số bệnh nhân tử vong là 230 ca. Thưa quý vị, ngày hôm qua ngày 7 tháng 12 thì hàng chục các y bác sĩ của bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh đã được điều động trở lại bệnh viện Dã chiến số 12 đóng tại khu vực tái định cư Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Nhiệm vụ mới của họ chính là tiếp nhận, cách ly và điều trị cho những người nghi nhiễm biến chủng Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh. Với tư trang, hành lý sẵn sàng, 45 y bác sĩ, trong đó có 13 bác sĩ và 20 điều dưỡng đã chính thức trở lại với bệnh viện Dã chiến số 12, nơi mà cả tháng nay đã không còn tiếp nhận những bệnh nhân mới và lẽ ra cũng đã được đóng cửa vào cuối tháng 11 vừa qua. Thế nhưng, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, lộ trình trên đã thay đổi. Bệnh viện Dã chiến số 12 là sẽ là một nơi để mà chuyên tiếp nhận những người F0 mà nghi nhiễm chủng Omicron cũng như là chẩn đoán là nhiễm chủng Omicron. Những cái dữ liệu về biến chủng Omicron này trên thế giới hiện nay thì cũng chưa có nhiều. Thông tin ban đầu thì cũng khá lạc quan là mặc dù tốc độ lây lan cao nhưng mà cái độc lực thì nó cũng không có đáng ngại so với những biến chủng khác. Tuy nhiên với những cái tình hình mới và với những bệnh nhân mới và biến chủng mới như thế này thì cũng phải rất là cẩn thận trong quá trình điều trị và chăm sóc. Chính vì vậy khi được nhận nhiệm vụ này thì rất là quyết tâm và động viên anh em để tiếp tục nhận nhiệm vụ mới của lãnh đạo Sở Y tế giao cho. Được biết, trong giai đoạn 1, Bệnh viện Dã chiến số 12 đã điều trị được hơn 13.000 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong giai đoạn này, với công suất dự kiến 4.000 giường, các trường hợp có nguy cơ nhiễm biến chủng mới Omicron cũng sẽ được lực lượng y tế dày dặn kinh nghiệm tại đây phân luồng sàng lọc, cách ly và điều trị. Đây là đợt công tác thứ hai tại Bệnh viện Dã chiến số 12 của tôi. Nói chung cái biến chủng này là biến chủng mới, thì cái thông tin nó còn rất là hạn hẹp. Thì mỗi ngày tôi cũng đều cập nhật những cái thông tin tình hình COVID của thế giới và của nước mình. Nói chung là lúc nào cũng trên tinh thần sẵn sàng. Trước mắt thì sẽ có hai khu riêng biệt. Khu thứ nhất là tiếp nhận những người F0 mà nghi hoặc có yếu tố nguy cơ, mà ví dụ như là người nhập cảnh chẳng hạn mà biến chủng Omicron, rồi sau đó thì tiếp nhận và chờ cái kết quả giải trình tự gen. Nếu mà có kết quả giải trình tự gen mà là ra Omicron thì sẽ đưa qua cái khu khác để tiện theo dõi cũng như là chăm sóc điều trị. Đến thời điểm hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận ca nhiễm biến chủng mới Omicron. Tuy nhiên, việc chọn riêng bệnh viện Dã chiến số 12 để sàng lọc, tiếp nhận người nhiễm biến chủng Omicron như thế này được coi là một trong những bước quan trọng nhằm giúp ngành y tế thành phố thuận lợi trong khoanh vùng, dập tắt biến chủng mới. Thưa quý vị, sau 2 ngày tạm dừng thì sáng nay Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến và các đồng phạm trong vụ sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sagri gây thiệt hại 672 tỷ đồng. Ra tòa với vai trò đồng phạm của ông Tuyến là nguyên giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn. Hai bị cáo này được tại ngoại trong quá trình điều tra. Ông Trần Vĩnh Tuyến và Trần Trọng Tuấn bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự 2015. Là người có vai trò chủ mưu trong vụ án, ông Lê Tấn Hùng, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn và 13 đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản. Trước đó ngày 6 tháng 12, tòa tạm hoãn phiên xét xử để xác nhận tình trạng sức khỏe của bị cáo Hồ Văn Ngon. Hôm nay, bị cáo Ngon có đơn xin xét xử vắng mặt và được hội đồng xét xử chấp thuận. Theo cáo trạng, quá trình giữ chức tổng giám đốc Sagri, ông Lê Tấn Hùng biết việc chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9, nay là thành phố Thủ Đức, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thành thủ tục, ký văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nhằm chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Tổng công ty Phong Phú. Đồng thời, ông Hùng ký hợp đồng và các văn bản hoàn tất việc chuyển nhượng dự án hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 672 tỷ đồng của nhà nước. Với vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án phát triển khu nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long B do Sagri làm chủ đầu tư cho Tổng công ty Phong Phú.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 17 tháng 12. Sáng ngày 8 tháng 12 tại thủ đô Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị giữ vững mối liên kết đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với hình thức trực tiếp kết nối với các điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh thành trên cả nước. Đây là một trong những hoạt động triển khai nghị quyết 128 của Chính phủ. Qua hai phiên thảo luận về kinh nghiệm liên kết, giữ vững chuỗi sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam, thích ứng linh hoạt với trạng thái bình thường mới và những giải pháp khôi phục sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ trong nước, góp phần tính tự chủ của nền kinh tế và phục hồi kinh tế, Bộ Công Thương sẽ tập hợp ý kiến từ các bộ ngành địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế để thống nhất cách hiểu, cách làm trong việc giữ gìn liên kết chuỗi sản xuất và phân phối chủ động nguồn cung hàng hóa trong nước, đảm bảo chuỗi cung ứng trong sản xuất và lưu thông. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổng hợp, đề xuất các giải pháp chính sách trong thời gian tới nhằm đảm bảo giữ vững liên kết chuỗi sản xuất và phân phối, chủ động nguồn cung hàng hóa trong nước nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bộ Tài chính luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những ý kiến đóng góp từ phía các doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục hành chính, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh chung. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với các doanh nghiệp về chính sách thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2021 do Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa tổ chức trực tuyến trên 600 doanh nghiệp toàn quốc tại các điểm cầu. Theo ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI cho biết, đây là năm thứ 16 liên tiếp hội nghị đối thoại với doanh nghiệp được tổ chức với vai trò kết nối, phối hợp. VCCI sẽ tập hợp ý kiến đóng góp những vướng mắc của doanh nghiệp để được Bộ Tài chính và Cơ quan Thuế và Hải quan trả lời trực tiếp. Qua khảo sát nhận thấy, có nhiều trường hợp cụ thể của các doanh nghiệp có các vướng mắc liên quan đến hoàn thuế, phí, áp dụng mã quá cảnh, hàng quá tải. Tất cả ý kiến đã được gửi tới cơ quan chức năng của Bộ Tài chính. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, thời gian qua, ngành thuế đã hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục hành chính thuế cấp độ 3-4 lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và triển khai kê khai thuế điện tử. Đồng thời, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế của ngành thuế cũng đã có nhiều đổi mới, đa dạng trong thực hiện, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và phục vụ đa dạng các đối tượng người nộp thuế. Việc tuyên truyền được thực hiện đồng bộ từ Tổng cục Thuế đến các cục, chi cục thuế thông qua việc vận hành 489 kênh hỗ trợ người nộp thuế. Trong lĩnh vực hải quan, tiếp tục đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, quản lý, giám sát và đảm bảo vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS, VCIS và các hệ thống công nghệ thông tin tập trung an toàn bảo mật với đường truyền thông suốt đã góp phần làm cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu theo hướng ngày càng hiện đại hóa, đơn giản, thuận lợi, giúp tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đã thực hiện nhiều biện pháp triển khai thông quan nhanh hàng hóa, xử lý hàng hóa bị ùn ứ tại các cửa khẩu, đảm bảo an toàn lực lượng, hoạt động thông quan được thông suốt. Cùng với đó, các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp sẽ được phân loại theo từng nhóm nội dung để tập hợp, trả lời và đăng trên web của ngành tài chính, cũng như của VCCI để doanh nghiệp tiện theo dõi và cập nhật. Trung tâm thương mại trên mặt nước đầu tiên của Việt Nam có quy mô hàng chục nghìn mét vuông đã chính thức được triển khai tại khu đô thị Eco Park. Dự án này khi hoàn thành sẽ trở thành điểm đến của hàng triệu du khách mỗi năm. Dự án gồm 3 tòa tháp biểu tượng xây trên mặt nước, kết nối với nhau bởi những cây cầu và tổ hợp nhạc nước, sân khấu nổi, quy mô lớn trên hồ. Trung tâm thương mại trên mặt nước The Island Mall của Eco Park được thiết kế bởi tập đoàn Carlson, tập đoàn thiết kế huyền thoại, tác giả của 3 trên 10 trung tâm thương mại lớn và nổi tiếng nhất thế giới. Theo đại diện của Carlson, trung tâm thương mại trên mặt nước của Eco Park được thiết kế với mục tiêu trở thành một thiên đường shopping, ẩm thực, giải trí nổi tiếng nhất của Việt Nam, trở thành điểm đến must try của tất cả khách du lịch khi đến Hà Nội. Thank you.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, số ca F0 tăng cao, kèm theo đó là tỷ lệ bệnh nhân trở nặng, bệnh nhân tử vong cũng tăng rất cao trong những ngày gần đây. Đây vẫn đang là thách thức lớn đối với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19. Cụ thể thì ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong vòng 2 tuần gần đây nhất thì số bệnh nhân tử vong đã tăng dần ở mức từ 60 đến 70 ca mỗi ngày. Riêng trong ngày 5 tháng 12 thì thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 94 người đã tử vong, cao nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây. Đây là những hình ảnh mới được đăng tải trên trang cá nhân của anh Nguyễn Đức Tâm, một người vừa bị cơn bão cytokine đánh gục nhưng đã may mắn vượt qua. Được xuất viện trở về nhà 2 ngày nay nhưng những hình ảnh ở dã chiến với số ca tử vong tăng lên mỗi ngày vẫn là điều khiến anh không thôi ám ảnh. Ngay cả thời điểm đỉnh dịch thì tôi cũng chưa thấy cái hình ảnh này nó quá nhiều như bây giờ. Bởi vì trong một buổi sáng á, mọi người có thể rất là khỏe mạnh, nhưng đùng một cái nửa đêm là bắt đầu là cơn bão cytokine nó tới, nó ập tới bất kỳ lúc nào. Ngay cả giường bệnh của tôi nó cách nhà xác chỉ khoảng vỏn vẹn 20 mét, và trong một ngày thì mười mấy gần 20 ca mà tử vong liên tục như thế này, đó là một nỗi ám ảnh cả cuộc đời của tôi. Trước đó, công điện của Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ ra trong các nguyên nhân gây nên việc gia tăng số ca mắc mới và tử vong có bất cập trong quản lý, hỗ trợ, điều trị người bị nhiễm COVID-19. Vì vậy, để ứng phó tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tăng cường thực hiện nhiều biện pháp, trong đó có việc tái cấu trúc lại một số bệnh viện để có thể kịp thời linh hoạt cứu chữa bệnh nhân trong mọi tình huống. Hiện nay thì đối với cái tình hình mà F0 ngày càng cao, tăng cao của Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì với lực lượng hiện nay tại Bệnh viện Dã chiến 12, nhân sự của Bệnh viện Gia Liễu thì chắc chắn là nếu sắp tới mà tăng nữa thì sẽ không đáp ứng nổi. Đặc biệt, trước thực tế số ca tử vong thời gian qua chủ yếu rơi vào nhóm người cao tuổi, bệnh nền, những người chưa tiêm vaccine hoặc chưa đủ liều, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp tục tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch chăm sóc, bảo vệ nhóm người nguy cơ. Theo cái kế hoạch này thì các cái đối tượng người trên 65 tuổi có bệnh nền sẽ được nắm lại, ra soát lại danh sách từng nhà, từng người trên địa bàn thành phố. Thì khi mà không họ chưa được chích ngừa thì chúng ta phải tiêm ngừa, hoặc là họ có bệnh nền thì mình sẽ có cái lực lượng để tư vấn, thăm khám sức khỏe và chúng ta theo dõi rất sát. Và cái chiến dịch này chúng ta sẽ triển khai rất mạnh trong vòng một tháng từ đây cho hết tháng 12, tuy nhiên sẽ duy trì cho hết năm 2022. Với cái cách làm này thì thành phố cũng hy vọng là giảm sâu đối với lại cái tỷ lệ mà tử vong. Tiếp tục chúng ta tăng cường và chúng ta sẵn sàng ứng phó với các cấp độ dịch, tức là chúng ta tăng cường lực lượng cho trạm y tế lưu động, cho trạm y tế chính cũng như là cho trung tâm y tế. Và cái nữa là tăng cường tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại. Song song đó thì một cái giải pháp xuyên suốt nữa là tăng cường truyền thông để mà toàn dân thực hiện tốt các giải pháp 5K, và đặc biệt là hỗ trợ cho ngành chức năng để phát hiện những trường hợp mà nhập cảnh trái phép. Bên cạnh Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng và An Giang đều nêu ra những con số đáng lo ngại về số ca mắc, ca tử vong do COVID-19 thời gian gần đây. Đa số trường hợp này là những người già, có bệnh lý nền kèm theo, chưa tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19. Còn những người trẻ thì rơi vào những đối tượng béo phì, không tiêm ngừa hoặc tiêm ngừa một mũi. Từ đó, bệnh diễn tiến nặng rất nhanh, dẫn đến tử vong. Trong khi đó, thì những ngày qua, tình hình các ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành miền Bắc nói chung luôn ở mức cao. Trong đó, thì số lượng bệnh nhân nặng cũng đang có dấu hiệu gia tăng. Mặc dù tại nhiều tỉnh thành phía Bắc cũng như là tại thủ đô Hà Nội đã kích hoạt các cơ sở điều trị COVID-19, tuy nhiên khi bệnh nhân chuyển nặng thì hầu hết đều được chuyển đến các cơ sở điều trị đầu ngành. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang phải chuyển đổi công năng lên đến là hàng trăm giường bệnh thông thường trở thành giường bệnh ICU để sẵn sàng khi mà tình huống xấu xảy ra. Đây là những giường bệnh thuộc khoa nhiễm khuẩn tổng hợp Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bệnh viện đã phải chuyển hóa công năng 500 giường bệnh thông thường thành giường bệnh điều trị tích cực. Đây là dự án đã được Bộ Y tế giao chuẩn bị từ cuối tháng 7 trong đề án thành lập 12 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 ở 3 miền. Và hiện giờ chúng tôi đang nỗ lực trong cái việc là cải tạo hạ tầng cũng như là bổ sung các cái trang thiết bị. Khi mà triển khai đến 500 bệnh nhân ICU thực sự thì chắc chắn là chúng tôi cần phải có những các cái lực lượng tăng cường khác để hỗ trợ cùng bên cạnh cái nhân lực của bệnh viện
Thế và các trang thiết bị cũng tương tự như vậy. Trước đây thì chúng tôi chỉ có khoảng độ 100 cái máy thở thôi. Thì chắc là chúng tôi cũng phải bổ sung thêm cả về máy thở, máy lọc máu, ECMO và các cái thiết bị khác. Theo thông tin từ bệnh viện này, cơ sở 2 của bệnh viện đang điều trị cho hơn 500 bệnh nhân COVID-19, trong đó có hơn 100 bệnh nhân phải can thiệp oxy trở lên, số còn lại là những người có nguy cơ trở nặng. Hiện tại thì toàn bộ các cái trường hợp mà bệnh nhân nặng, bệnh nhân thở oxy có nhiều bệnh lý nền là chúng tôi đã đặt tại các cái khoa điều trị thông thường trên các tầng. Thế còn những cái trường hợp mà phải thở mask liều cao, ví dụ 15 lít trên phút hoặc là phải thở HFNC thì sẽ nằm tại khoa cấp cứu, và hiện tại thì khoa cấp cứu cũng đã triển khai thở máy lọc máu. Còn những cái trường hợp ECMO thì sẽ được chạy trên khoa hồi sức tích cực. Như vậy thì tất cả các tầng bây giờ đều điều trị các cái bệnh nhân mà nặng phải thở oxy, nhiều bệnh lý nền. Với chức năng là bệnh viện tuyến cuối điều trị bệnh nhân COVID-19 cả miền Bắc nên hầu hết các bệnh nhân nặng sẽ được chuyển về đây. Vì thế công tác chuẩn bị cho tình huống xấu luôn phải sẵn sàng. Ngoài các F0 thông thường, các bệnh nhân nội, ngoại, sản, nhi cần phẫu thuật mắc COVID-19 cũng đều được Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận với đầy đủ các khoa phòng. Khi mà dịch nó bùng phát ra với cái số lượng bệnh nhân đông ấy, thì chúng tôi chỉ tiếp nhận các cái bệnh nhân nặng và có các bệnh nền thôi. Cho nên là 500 bệnh nhân đều là 500 bệnh nhân nặng và phức tạp cả. Đa số các bệnh nhân thì đều được kiểm soát tình hình tốt. Để phù hợp với việc chuyển đổi 500 giường bệnh ICU, bệnh viện đã huy động lực lượng y bác sĩ đào tạo bổ sung từ bác sĩ thông thường sang làm công việc của một bác sĩ hồi sức cấp cứu để sẵn sàng cho công tác điều trị. Bên cạnh đó thì bệnh viện cũng khuyến cáo các địa phương cần có sự đánh giá tình hình bệnh nhân nặng một cách chuẩn xác trước khi chuyển bệnh nhân lên tuyến trung ương. Cũng cần phải nói thêm là liên tục trong một tuần gần đây, số ca mắc mới COVID-19 tại thủ đô Hà Nội dao động ở mức từ 400 lên đến 600 ca mỗi ngày. Đặc biệt là trong ngày 6 tháng 12 đã ghi nhận số ca mắc kỷ lục với gần 800 ca một ngày. Dù số ca nhiễm lần này vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng đây cũng là một áp lực rất lớn đối với ngành y tế của Hà Nội. Do vậy, thành phố phải triển khai một loạt các giải pháp quyết liệt, trong đó có việc phân tầng điều trị để tập trung nguồn lực cho việc điều trị các bệnh nhân có triệu chứng nặng, hạn chế tối đa việc đẩy F0 thể nhẹ lên tuyến trên. Tại khu vực điều trị và thu dung F0 của Đại học Phenica do Bệnh viện Sanh Pôn điều trị, hiện tại nơi đây có tầm khoảng độ 600 bệnh nhân. Và trong số này thì có tới 80% là các F0 không có triệu chứng, chỉ có 20% là các bệnh nhân F0 có triệu chứng nhẹ. Do vậy, việc điều trị F0 tại nhà hay tại cơ sở y tế ở cấp quận huyện sẽ giúp giảm tải lực lượng cũng như áp lực cho ngành y tế. Bên cạnh đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi và cũng như tâm lý cho người dân khi được điều trị tại nhà hoặc tại cơ sở y tế gần với nơi mình sinh sống. Chị Linh đã được điều trị tại đây 7 ngày. Dù dương tính với virus SARS-CoV-2, nhưng chị không có triệu chứng nặng như ho, sốt hay khó thở. Với mức độ mà tăng cấp độ số nhân như thế này, thì gây áp lực cho các khu điều trị rất là nhiều. Và bản thân như chúng tôi thì cũng có thể là nhờ sự hướng dẫn của mọi người là thuốc và tự theo dõi được ở nhà, cũng không quá nhất thiết phải vào các khu điều trị. Với quy mô là 600 giường, những ngày gần đây, khu vực này luôn hoạt động hết công suất. Để có thể vận hành được, nơi đây cần tới khoảng 70 người, trong đó có 36 cán bộ nhân viên y tế, còn lại là lực lượng quân đội, công an, đảm bảo hậu cần và an ninh trật tự. Khi mà số lượng F0 tăng cao thì chắc chắn là cái số lượng bệnh nhân nặng cũng có khả năng sẽ tăng. Thì như vậy là chúng ta cần phải có những cái sự phân tầng rất hợp lý để tất cả các lực lượng cùng vào cuộc để giảm tải cho những bệnh viện mà phải nhận bệnh nhân ở tầng 3. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nơi được phân công là điều trị bệnh nhân nặng, tức là tầng 3, với công suất 300 giường. Trong đó, 250 giường là hồi sức cho bệnh nhân nặng và 50 giường là cho bệnh nhân nguy kịch. Đến nay, nơi này đang điều trị cho khoảng 150 bệnh nhân, nhưng chỉ có khoảng 30 bệnh nhân có triệu chứng nặng. Trong đó, có 2 bệnh nhân lọc máu và 4 bệnh nhân thở máy xâm nhập. Theo lãnh đạo bệnh viện, nhiều F0 thể nhẹ hoặc không triệu chứng nên được điều trị tại tuyến cơ sở hoặc tại nhà. Điều này cũng chính là đảm bảo sự công bằng cho những bệnh nhân nặng, đồng thời thực hiện được việc dồn lực điều trị cho những người nguy kịch, giảm tối đa ca tử vong. Toàn ngành y tế Hà Nội bây giờ chắc ai cũng biết khoảng 15.000 giường bệnh, chỉ có 15.000 giường bệnh. Mà số lượng bệnh nhân của chúng ta bây giờ đã này đã đi đến 700. Vậy là không quá 20 ngày này, toàn hệ thống không còn bất cứ một giường nào nữa. Đấy là điều chắc chắn. Và trong khi đó chúng ta lại thu dung toàn nhóm bệnh, tôi dùng từ là không cần thiết. Nhưng người rất là khỏe mạnh, bình thường.
mà khi vào chiếm một giường bệnh, đấy là điều tôi cho cái này cũng là bất bình đẳng, chắc chắn đấy. Nên do vậy buộc chúng ta phải triển khai những việc đấy. Trong số khoảng 15.000 người mắc của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư này, hiện có hơn 6.000 F0 đang điều trị, số còn lại đã khỏi và xuất viện. Ngoài hai cơ sở y tế trung ương là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, số còn lại đang điều trị tại 32 cơ sở điều trị của thành phố và 15 trạm y tế lưu động cấp quận huyện. Tuy nhiên, để giảm áp lực cho ngành y tế, Hà Nội đã điều chuyển phân luồng để F0 thể nhẹ và không triệu chứng được điều trị tại tuyến cơ sở. F0 tại nhà là một cái phương án mà tất yếu chúng ta phải thực hiện vì cái số ca nhiễm trong cộng đồng rất cao và cũng như là chúng ta tránh quá tải cho hệ thống y tế ở các tuyến cao hơn để mà sẵn sàng đáp ứng cái việc là có thể có những bệnh nhân nặng nguy kịch tăng cao. Đánh giá của ngành y tế Hà Nội cho thấy có tới 80% bệnh nhân F0 thuộc diện không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Hiện 30 quận huyện đang triển khai điều trị F0 tại nhà hoặc tại trạm y tế lưu động. Vâng, khi đã thực hiện việc nới lỏng, chấp nhận sống chung với dịch, nghĩa là xác định số ca F0 sẽ tăng trong cộng đồng. Đây là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc tăng số ca thì cần phải được kiểm soát, giảm thiểu tối đa F0 chuyển nặng và tử vong. Muốn làm được điều này, vai trò của ngành y tế cơ sở là rất quan trọng, đặc biệt là trong việc phân tuyến, phân tầng, điều trị bệnh nhân và giám sát điều trị các F0 nhẹ, không có triệu chứng tại cộng đồng. Phú Thọ, một trong những địa phương đầu tiên của miền Bắc trong đợt dịch này, thực hiện điều trị F0 tại nhà khi số ca mắc tăng cao gần 2 tháng qua. Và hiện tại Hà Nội cũng đang bắt đầu áp dụng. Việc điều trị F0 tại nhà đã giúp các cơ sở y tế tập trung điều trị cho F0 nặng, phải có sự hỗ trợ từ máy móc. Bên cạnh đó, giúp bệnh nhân không phải chịu áp lực quá tải, đặc biệt là tinh thần thoải mái hơn. Trước đó, việc này đã được áp dụng hiệu quả tại thành phố Hồ Chí Minh với các bệnh nhân không có triệu chứng hoặc nhẹ. Tuy nhiên, có một thực tế tồn tại hiện nay ở một số địa phương, đó là việc giám sát F0 tại nhà chưa thực sự chặt chẽ. Đây cũng là lý do khiến số ca tử vong tăng trở lại sau khi đã giảm sâu tại các điểm nóng dịch bệnh. Đi kiểm tra một vài địa phương ấy, thì không phân loại được, hỏi xem là tình trạng bệnh nhân ở trong cái khu vực của mình quản lý có bao nhiêu ca như vậy thì có bao nhiêu ca có nguy cơ, bao nhiêu ca có nguy cơ rất cao, thì các đồng chí cũng không phân loại được. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một cái địa phương như vậy. Muốn quản lý điều trị F0 tại nhà thật tốt, rồi muốn làm sao để con số tử vong nó giảm, thì ngay từ đầu là chúng ta phải triển khai cái phân loại bệnh nhân thật là kỹ lưỡng, thật là chắc chắn. Rồi từ đó chúng ta chuyển những cái ca nào mà nguy cơ rất cao, trong cái bảng phân loại nó có rất rõ là khi nào vào trong hồi sức, khi nào vào trong bệnh viện. Hướng dẫn của Bộ Y tế quy định rất rõ, các F0, F1 cách ly tại nhà phải thực hiện đúng theo điều kiện quy định. Chính quyền địa phương và y tế phải chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ. Đặc biệt là việc phân loại, phân luồng bệnh nhân hợp lý. Đây được cho là yếu tố tiên quyết để đảm bảo các F0 được kiểm soát diễn biến tình hình và phát hiện sớm biến chuyển nặng, kịp thời cấp cứu, giảm tử vong. Phải rà soát tiếp tục đối với tất cả những cái vấn đề về cái năng lực hồi sức, cơ sở, đặc biệt là oxy. Bắt buộc chúng ta phải triển khai như cái thời gian trước đây. Thế và tiếp tục làm sao để tăng cái lực lượng về cái hồi sức. Chúng tôi đã yêu cầu đối với các bệnh viện vào đánh giá, kiểm tra xem lại toàn bộ tất cả những cái vấn đề có liên quan đến hồi sức, có liên quan đến điều trị. Nếu như thiếu nhân lực thì các đồng chí điều nhân lực. Nếu cần thiết thành lập trung tâm hồi sức ở đấy, các đồng chí thành lập. Nghiên cứu gần đây của Bộ Y tế cho thấy nguy cơ lây nhiễm cho một cá thể trong hộ gia đình có F0 nhẹ từ 11 đến 19%. Với điều kiện nhà ở của Việt Nam có diện tích nhỏ, ít phòng khép kín, gia đình thường 4 đến 5 người thì nguy cơ này có thể lên tới trên 20%. Như vậy, khi điều trị F0 tại nhà, ngoài việc giám sát bệnh nhân chặt chẽ thì cần phải có hệ thống y tế cơ sở vững chắc để tất cả bệnh nhân phải được tiếp cận điều trị sớm nhất. Hoàn thiện cái quy trình điều trị tại nhà, hướng dẫn động viên, nhưng mà đặc biệt như thuốc vừa nãy tôi nói. Nhưng muốn điều trị tại nhà mà không chết thì ngoài ba cái điều ra phải có một cơ chế giám sát y tế tới từng bệnh nhân. Rất khoát không được để ai ở nhà mà không được có địa chỉ thăm khám từ sẵn. Mà tôi nói các ông chị ở nhà thì nó tốt ở cái chỗ dinh dưỡng, tinh thần, không quá tải, không nhiễm trùng. Nhưng mà nó bị một cái là nếu không có người hướng dẫn thường xuyên, bản thân ông không lường được cái lúc mà nó chuyển, cái gọi là chuyển giai đoạn, không kịp. Hiện nhiều địa phương đã áp dụng thí điểm cho F0 triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng điều trị tại nhà
Điều này giúp giảm tải cho các cơ sở thu dung điều trị các ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, để F0 điều trị tại nhà có hiệu quả, cần phải theo dõi, giám sát chặt và tiếp cận điều trị sớm, chuẩn bị một hệ thống y tế cơ sở đảm bảo. Bởi nếu để F0 tự theo dõi hoặc không thực hiện đúng quy trình điều trị, thì giải pháp này sẽ không có tác dụng, thậm chí trở thành nguy cơ rất lớn để dịch bùng phát trở lại. Và khi đó, việc gia tăng bệnh nặng và tử vong rất dễ xảy ra. Cũng sẽ được chia sẻ là theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thì việc điều trị các trường hợp F0 tại nhà, cộng đồng kèm theo chăm sóc dinh dưỡng, thể chất, tinh thần còn nhằm giảm nguy cơ xuất hiện các triệu chứng và giảm chuyển nặng, tử vong và giảm khả năng lây lan. Đây là một trong những ưu tiên hàng đầu, đóng vai trò quyết định trong chiến lược mới phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam hiện nay. Đến đây thì chúng tôi xin được khép lại nội dung của chuyện trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.